Một ngày nọ, AS Mobile có một công việc ở ngoài Hà Nội thì AS Mobile bắt đầu đi ra và trên thông tin được thông báo rằng là AS đã lên chuyến bay rồi. Hà Ni bắt đầu chờ đợi, đếm từng giây từng phút trên chuyến bay. Chuyến bay vừa đáp xuống. Anh bay lúc nào đó. Một tiếng điện thoại vang lên. Thế là AS Mobile bắt máy lên. Alo. Chắc là em gọi anh cho anh đây. Anh ra Hà Nội khi nào vậy? Có thể được gặp nhau được không? Là mẹ Hà thì bắt đầu ngỏ lời muốn gặp mặt AS Mobile. Thôi, vấn đề này thì mình sẽ tua speed qua. Hot hell. Anh kể riêng tư em. Luôn lên ơi. Luôn trên live luôn đúng không? Một chiếc quay gạ trai. Thêm 5.000 nữa em. Ồ. À rồi, 50, hai lần 50 hả? Được. Nào anh, bắt đầu biện chuyện rồi đấy. Đừng đi đồng tiền nó đang là anh quá. Ok, lần đầu thì đang có nhà hứng lướt Facebook. Thì anh thấy... Cô đi kể rồi. Ok, từ từ. Không, tí lại đang kể là anh hết hơi rồi, luôn hết tiếp đi thì khóc thét. Em cứ từ từ, mình phải đi từ từ nó mới hấp dẫn chứ. Ok. Ôi đâu rồi, kể tiếp đi. Đấy. Ok, đợi anh xíu. Đợi anh xíu. Thì vào cái ngày đó, anh bắt đầu sửa soạn cho mình đẹp trai lên để mà đi lướt Facebook để xem coi có ai like stream không. Ủa vậy sao? Ừ, câu này cũng kể rồi mà. Từ từ em phải để một thời gian đấy chứ. Dạ, những lúc ba mình thằng phải hả? Có mình phải có câu đầu, mình phải có câu chốt sau chứ. Đâu cầu thang, được cầu thang hết rồi. Cùng một ngoài nè. Năm anh ngoài này. Thì anh bắt đầu lướt Facebook. À thế à? Ừ, câu này anh kể 10 lần thế ạ. Từ từ. Anh lướt vừa, tôi lướt hết New Feed rồi đấy. Anh thấy con bé Hà An thì nó like trên Facebook. Thì vô tình thì anh bắt đầu đù cái nét vào cái mặt của nó. Thế là nó bấm chuột phải vào cái đù nét của anh, kiểm tra thông tin cá nhân vào Facebook của anh, thấy một chàng thanh niên đẹp trai ga lăng không lăng nhăng, làm việc siêng năng, tính tình ngay thẳng, chẳng biết dối gian, không biết tham lam. Ôi bạn ơi, thế là Hà An Hy bắt đầu cảm thấy trong người có một cái luồng nội lực nó lao. Cái gì đợi xíu anh kể. Từ từ anh ơi, từ anh ơi, em tự nhiên em muốn lấy lại tiền của anh ạ. Em không muốn nghe đâu. Em muốn lấy lại tiền đấy. Từ từ, anh kể hết rồi chưa? Từ từ, còn nhiều mà em. Câu nghỉ mẹ một đi. Mới được có 1% câu chuyện thôi. Sao em muốn nghe 99% câu chuyện còn lại không? Không. Được, kể tiếp. Ok. Thì lúc đó trong người anh Hy có một cái luồn hả? Một cái luồn. Luồn rau lực trong người. What? Làm cảm thấy nóng bừng lên cả khuôn mặt. Rồi cô ấy bắt đầu kiểm tra new feed của mình. Cô ấy thốt lên: anh có phải là anh AS Mobile trong truyền thuyết không? Anh thôi đi, lúc đấy là mình biết anh là ai đâu. Biết xong rồi biết em. Thế là mọi người spam AS Mobile. Xong rồi cô ấy tìm kênh AS Mobile. Thế là hỏi: anh có phải là AS Mobile trong truyền thuyết không? Anh à, em cũng thích chơi game Free Fire. Anh có thể nào... Không ra. Ồ, đâu ra? Ơ kìa. Anh có thể nào chỉ em chơi Free Fire được không? Thế là mình... Chắc là tôi nói đấy. Chắc là tôi nói đấy. Thế là anh cũng chạnh lòng, anh cũng nói: thôi cái gì thì cái đó, chỉ Free Fire thì thôi. Thôi ông ấy thì cứ từ từ đi rồi anh chị. Thế là ngày đêm cô bé Hà An Hy đó rạo rực. Mày bị điên à? Muốn xâm chiếm, độc chiếm ở lộn. Muốn tìm tới AS Mobile để mà học được cách chơi game Free Fire. À thế à? Đúng không mày em? Tao gà thế rồi đấy, tìm sai thầy mà trời. Mày cái tên là tao giặt vô trong mã mày không? Ê em, chưa đâu. Hồi đó con bé cũng biết bắn nữa. Xong rồi cô bé chủ động liên hệ tới AS Mobile. Mặc dù AS Mobile không quan tâm cho lắm. Chắc là không quan tâm. Sao nghe thấy mùi lên nhở?
Thế mùi xào xạo mới. Em có muốn nghe nữa không? Bây giờ muốn nghe nữa không muốn nghe nữa thôi. Xong hết rồi nha. Nghe thằng này. Em muốn nghe về con người chứ đâu phải câu chuyện anh gặp anh như nào đâu. Ồ thì từ nó mới tới câu chuyện. Bỏ đốt cháy giai đoạn đi anh. Đốt cháy giai đoạn đúng không? Cô bé Hà An Hy bắt đầu rào rừng. Ngày nào cũng không trong ngóng AS Mobile vào Discord. Mỗi lần AS Mobile vào, từ từ anh tua nhanh nha. Mỗi lần AS Mobile vào Discord thật là sung sướng quá đi. Đã được gặp anh nữa rồi. Thế là hai đứa bắt đầu vào bán game. Thôi, mất đòi 50.000 rồi. Từ từ em. Nghe nữa đúng không? Thế mấy người này không đủ kiên nhẫn vậy, anh đang tua nhanh mà. Rồi, cho anh một cơ hội nữa. Ngày đêm, cô bé Hà An Hy suốt ngày trong móng, cứ cảm giác như anh ấy sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Ôi giời ơi. Không, AS Mobile không chịu điều đó. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần ngỏ lời từ Hà An Hy, nhưng AS Mobile vẫn từ chối. Đéo tin. Vâng, thì đến lúc đó, một ngày nọ, AS Mobile có một công việc ở ngoài Hà Nội. Thì AS Mobile bắt đầu đi ra, và trên thông tin được thông báo rằng AS đã lên chuyến bay rồi. Hà An Hy bắt đầu chờ đợi, đếm từng giây từng phút trên chuyến bay. Chuyến bay vừa đáp xuống, anh bay lúc nào đó. Một tiếng điện thoại vang lên. Thế là anh Mobile bắt máy lên. Alo. Chắc là em gọi cho anh đây. Anh ra Hà Nội khi nào vậy? Có thể được gặp nhau được không? Thế là bé Hà thì bắt đầu ngỏ lời muốn gặp mặt hết Mobile. Thôi, vấn đề này thì mình sẽ tua speed qua. Hot hell. Không, tôi đang qua đoạn đó rồi. Rồi xong. Không. Rồi. Đây, nói rõ đoạn hotel thế nào, khách sạn gì đây. Không, tôi nhanh qua em. Tôi nhanh không, quá. Không, em muốn nghe cái đoạn em muốn nghe lại tôi là sao. Em kêu tôi nhanh mà. Cái thằng này rồi bây giờ em có muốn nghe. Em có muốn nghe về tính cách của con bé không? Nghe thằng này. Có. Rồi. Chúng ta vào tập trung vào tính cách con bé đi. Ok. Thì bé này hồi xưa lương lẹo lắm. Vãi trưởng thật. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Chửi tục hơi bị nhiều luôn. Lúc đầu anh chơi với con bé đó, chị anh chửi tục luôn á em, không phải dạng vừa đâu. Anh còn nhớ nó nói cái câu gì ta. Nó nói gì ta? Mọi người nói chuyện làm giống như đang muốn tờ giờ tinh thần của mình vậy đó. Câu đấy là 10 phút trước mà. Ừ, thì hồi đó con bé nó nói, bây giờ anh mới học được đó. Em không tin đâu, hỏi nó anh. Anh còn để ghi âm lại luôn chứ ở đó. Ê, cục điện ở ấy này. Sao? 100.000 của cậu này, cái gì đáng giá chưa? Chưa nghe được cái gì đáng nghe hết á. Sao, em muốn nghe gì, em muốn hỏi gì đi, em hỏi. Mình tính cách ngày xưa của người ta như nào anh? Tính cách ngày xưa hả? Bắt nháo lắm em. Cay thế nhá, bốn thằng luôn. Đây là ba thằng á. Nó bắn gì này, thằng chó nó bắn này. Thiệt, anh nói thiệt, bố lão lắm. Thề luôn, cái nói tục là bao trùm luôn. Để có mê trai không anh? Hả? Có. Ôi trời ơi. Không mê trai sao gặp anh. Đó, đúng rồi đó em. Hai xuống mà. Đúng rồi em, mê trai lắm em. Thề. Bây giờ em muốn nghe cái gì thì em phải nói anh chứ, từ tính cách là chỗ nào chứ em phải nói anh mới kia được chứ. Đấy em hỏi rồi, vấn đề kiểu trong ví dụ trong bây giờ trong team có trai đẹp thì có tớ lên không anh? Có sao em? Ôi trời ơi. Như một con thú mới sổng chuồng vậy đó. Thú luôn. Vậy đó. Trời đất ơi, anh hay lắm em à. Sao? Em không ngờ anh là con người đặt điều như thế luôn á. Anh mà đặt điều. Chưa bao giờ anh đặt điều. Cho nghỉ mẹ một đi. Người ta nói đúng không? Biết không? Khi mà người ta thích mình, người ta tự tìm hiểu về mình, chứ người ta sẽ không bao giờ thông qua lời một người nào đấy mà tìm hiểu về mình, anh hiểu không? Ủa, chứ tìm hiểu ở đâu? Tự tìm hiểu, cô ấy tìm hiểu từ một người khác chứ. Bây giờ nè, bây giờ... Cậu như thế nào? Bây giờ em muốn đi đường tắt hay là đi đường vòng? Đó, vậy thôi, con người mình phải đi đường không, tắt à, đúng không? Đừng có để người ta đá cái nóc nhà mình đi như thế. Làm gì có nhà, làm gì có nóc đâu mà đá. Thề luôn. Em sợ lắm anh ạ, em sợ em là con cừu lắm anh. À thế à, em không phải là con cừu đâu. Là con cừu á. Em không phải là con cừu đâu. Thật sự thì mối tình này, trong một mối tình em không bao giờ là một con cừu hết á. Chỉ có người ta là con sói thôi. Cái bạn mà anh thích đây, hôm nay người ta còn bảo là sẽ giống người yêu cũ của bạn đấy. Để cho em giống cái bạn đấy thôi anh. Hấp dẫn. Em biết là anh ép rất là tốt, anh ấy đang thử lòng nghiêm kìa.
đấy thì xem thằng này có tin mình không, các thứ đấy. Cái này F1 nha. Yếu lắm F rồi. Yếu như con dẹp luôn. Chết chưa? Làm gì ở đâu mà khác chết rồi. Lúc nãy giờ bốc phép về tôi. Sao muốn nghe về về đâu? Hả? Em thấy anh kể về em là em biết anh sẽ kể về Nghiêm như nào để thôi. Thề luôn. Về anh biết trước em mà em nghĩ gì vậy? Người ta thường biết em là con người như nào rồi anh ạ. Tôi phí tiền quá, muốn đòi ghê. Người ta cũng biết là tôi là con người như nào, người ta vẫn tin anh hết kìa. Trời ơi. Không, tôi đang thử anh hết xem anh hết là con người như thế nào anh ở. Cái gì? Đồng tiền mà anh biến chất, anh ấy. Anh làm gì câu chuyện vậy? Làm gì vậy? Anh không hề bịa ra một câu chuyện gì hết. Yếu cái gì anh? Em biết là chỉ còn có anh là luôn luôn nói thật với con người em thôi. Em biết bảo với anh. Ôi, Bền ơi, ngọt, trời ơi, thấy không, Bền thấy không, Bền bên đây nó ngồi nó hung anh luôn nè. Nè, ta đang lút đồ cứ đưa cái mặt tới làm gì. Trời ơi, em hiểu rồi, anh ấy đốt nhà là vì anh ấy có tình cảm với em đúng không này? Tém tém lại anh ơi. Người ta lợi dụng lúc em hút đồ người ta lại mai các kiểu. Yêu đang ở phòng dưới nha, anh đừng để em make you so. Tôi nói thiệt anh luôn. Là con người như thế nào? Con bé này. Chị đem sát tôi ở đây. Bây giờ đấy, thấy chưa? Bây giờ con bé này ký ức về con bé Hà An Hy này nó nhiều thứ lắm. Không tin hỏi Gil đi là biết liền. Đúng rồi, nãy giờ á, nãy giờ em nói xấu tôi để kiểu chuyển sang thích về na, mất nhà tôi để chuyển sang thích về na. Kiểu ai à, làm gì có rồi anh nghe kinh quá anh Gil. Tự nhiên em đang lút đồ tự nhiên lại ma cái gì ấy trời. Đâu mà Yeah, anh thấy chưa? Anh nghe thấy giọng của Gil chưa? Gil đang rất là buồn. Gil là con người sống rất là nội tâm. Anh không được làm điều đấy với Gil. Gil, bèn hỏi tôi là Hà An Hy lúc xưa như thế nào thì tôi kể ra Hà An Hy lúc xưa thì nói chung là chỉ cho tụi mình chửi bậy này nọ đủ các kiểu mà không tin. Ôi. Ờ đó thấy chưa? Đúng rồi ấy rồi. Ok cảm ơn cậu nha. Tại sao cậu vẫn như thế? Tại sao cậu là một con người ngốc nghếch như thế hả Gil? Không. Về đây không phải Hà An Hy nói Gil đâu, má đấu săn lũ. không phải Hà An Hy dạy đâu nhá. Đây. Yeah. Thấy chưa? Rồi. Nghe chưa về? Ta buồn rồi thấy chưa? Người ta buồn rồi. Anh tệ lắm hết à? À ủa chứ ủa nhưng mà ủa nhưng mà mắc gì anh lại cho em mo moa gì đấy? Cái gì mo moa gì em đút cái mặt vô. Ơi, ơi, cái gì anh kêu cứu nãy giờ 3-4 tiếng đồng hồ rồi á mà anh chưa chết mà. Mẹ mà em không nói được là tại anh ấy. Cái gì? Cái nick giọng em không cười xong. Nhiều quá. Đây thì cặp đôi này. Rồi các bạn nhân viên ơi hỗ trợ anh Tống Thầy Tu với. Hỏi từ nãy rồi không ai ra mình cả. Thôi ủa? Anh biết là anh ở xa lắm không? Chạy cả tiếng đồng hồ chưa tới nè. Ủa cái đấy sao? Ba hàng á. Mấy con này cũng bắt đại không cũng gần rồi. Là cậu lấy xe đi xem rồi cậu qua đây cho tôi. Anh nghe có số mà xin lỗi anh Gil đi. Tối ngủ gầm cầu bây giờ. Chợt nghe giọng là rỗ rỗ rồi nha. Đúng rồi, tối kiểu gầm cầu rồi đấy. Sofa thì tầm này nữa. Đi mò mò với con trai khác à. Nay lấy ra hộp giải ác nè. Mày không biết bạn tao đang chạy lên à? Bắn á. Một bạn. Rồi con đũa kia kia có mình nó thôi. Clear. Có một thằng mà hai người nãy giờ hú hí với nhau không chịu bắn. Một đâu mà một. Anh mới giết thằng bên này. Ba thằng quay ép giết được hai rồi. Hú hí cái gì không biết nữa, bắn không lo bắn đi. Trời ơi. Vồn muốn nghe tiếp không Vồn? Thôi anh ạ. Anh đi xin lỗi anh Kiều đi chứ nghe gì nữa. Anh nghe đi. Người ta phải có niềm tin cho nhau nha. Bây giờ em biết tới anh trước Hy hay là em biết Hy trước anh? Nhưng mà cái anh kể nó hoang đường quá anh. Mà đang kể anh em đang kiểu tin anh còn hôn em cái trời ơi. Đẹp quá. Em hôn anh mà em kêu anh hôn anh. Ủa chứ bác gì anh cứ mau chụt chụt gì đấy. Làm gì có. Rõ ràng à. Có người ghi âm lại luôn đấy. Rồi sao? Đấy. Người ta muốn đốt nhà mình rõ ràng kìa. Em không ngờ anh như thế luôn á. Em không ngờ vì em mà anh như thế. Mà sao còn đặc biệt danh cho mình ạ? Hóa ra có tình cảm đặc biệt với mình ạ. Ấy này, nếu như mà trong phần nhắn tin ấy, đặc biệt danh cho ai tức nghĩa là thích người đấy đấy. À thế à? 3 giờ sáng. Em làm gì thế Phền? Ai mà biết được. Em làm gì thế Phền 3 giờ sáng là sao ạ? Em thì cái vụ đó hồi lâu anh với Phền
đã từng ấy với nhau đến sáng. Ờ, em nói không có đi, em nói không có đi. Em nói không có đi. Em nói không có đi. Anh bỏ người ta. Xong rồi anh bỏ người ta đúng không? Em rồi nãy em có nghe cái câu chuyện á. Rồi nãy em có nghe cái câu chuyện á là anh ngồi trong Discord từ đêm tới sáng chờ đợi Vèn bằng Vèn đi đâu mất tiêu không? Trời ơi, anh kể ngay từ đầu rồi mà em, câu chuyện đó của anh lúc nào nó cũng có mạch lạc hết á. Đúng không? Thấy. Trời đất ơi. Người ta điều á cậu, người ta hẹn tôi không được thì giờ người ta vậy đó cậu. Người ta gạ tôi 10 năm rồi á. Cuộc sống này ta thấy nhiều con lươn đấy. Lươn nhất là anh đấy, lươn chúa. Anh không bao giờ lươn. Lươn hữu sang. Thế. Ủa đấy anh gạ em tưởng giờ anh đã bỏ ý định đấy rồi, giờ vẫn gạ hả? Anh chết kìa cắn rồi. Về gạ. Em cắn hay ấy. Ui, hai viên không chết là sao? Ẩm ra châu ta bỏ đâu. Hết đạn rồi. Nó trốn đâu vậy ta? Kìa giờ sai tròn rất chuyên nghiệp. Anh xem em làm gì, anh xem hết á. À. Bóp kìa. Ô. Lý thì về này. Bóp mà. Hấp dẫn không? Hay. Không. Mày qua trận này không kill nữa.